Sáng ngày 1 tháng 11, lễ ra mắt cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2023 đã diễn ra tại Hà Nội. Giải đấu năm nay tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu bóng đá 7 người. Khác biệt với các giải đấu theo thể thức League, cúp bóng đá 7 người quốc gia chỉ diễn ra vòng bảng và ngay sau đó, các đội bước vào vòng loại trực tiếp. Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia năm nay được tổ chức với 3 khu vực miền Bắc, miền Nam và miền Trung cùng vòng chung kết quốc gia. Sau 4 mùa giải với sự phát triển chuyên nghiệp, những diễn biến kịch tính và những màn trình diễn đỉnh cao, giải đấu đã tạo nên ảnh hưởng sâu rộng và góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá 7 người và thể thao nói chung. Dưới bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, cúp bóng đá 7 người quốc gia 2021 vẫn tổ chức thành công, thể hiện sự cam kết đồng hành phát triển lâu dài và trách nhiệm xã hội. Tháng 12 năm 2021, trong hoàn cảnh nhiều hoạt động thể thao, văn hóa và giải trí bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giải đấu VSCS1 đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá trên khắp cả nước. Năm 2022, VSCS2 trở lại với quy mô mở rộng khắp cả nước, có vòng loại 4 khu vực gồm miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. 8 đội xuất sắc từ mỗi khu vực tham dự vòng chung kết quốc gia tiếp tục gây ấn tượng và thu hút sự quan tâm.